Bây giờ bạn để cho cô này à, phương pháp chuỗi Taylor này dựa vào cái gì? Dựa vào cái công thức Taylor mà trước đây các bạn học ở giải tích 1 á, để tiện sắp xỉ thế như nào. Thì bạn nhớ cái công thức Taylor nó có dạng thế nào các bạn. Nếu như bạn khai triển cái hàm số y này tại cái điểm x0 nào đó được như nào, thì bạn sẽ được cái công thức này. Công thức này chỉ là công thức Taylor được như nào. Trước đây bạn nhớ là có phần dư piano rồi phần dư gì các bạn, Lagrange vân vân được như nào. Thì cái phần dư đó là cái phần gì các bạn không thể biết được là bằng bao nhiêu được chứ nào. Và lưu ý là khi bạn khai triển càng nhiều số hàng thì cái giá trị xấp xỉ đó nó càng chính xác với giá trị thật đúng không. Rồi thì ở trong phần này bạn sẽ sử dụng cái công thức Taylor đó để tìm giá trị xấp xỉ của hàng. Bây giờ bạn có này, vẫn sẽ cái bài toán là cosi thế nào. Giải phương trình vi phân y phẩy sẽ bằng f x y, có điều kiện ban đầu là y tại x0 là bằng y0. Bây giờ nếu như bạn sử dụng công thức Taylor thì bạn có khai triển này thế nào. Cái phần đuôi rx này này là chỉ là phần dư được chứ nào. Thì bây giờ nếu như có cộng vào phần dư thì nó là dấu bằng đúng không. Còn nếu như bạn cắt đi phần dư, cái phần dư error này bỏ hẳn luôn, thì cái giá trị cái hàm y ban đầu nó sẽ gần bằng với cái lượng bằng phía trước này này đấy nhá nào. Thì ở đây bạn nhớ là khai triển đến đáo hàm có bao nhiêu đấy, đáo hàm cấp n tại điểm x0 chia cho n giải thừa đấy nhá. Đây là công thức Taylor nhá. Rồi thì ở đây người ta sẽ tính thế này, nếu như bạn ngắt đến cái đáo hàm cấp n tại điểm x0 chia n giải thừa nhân với cái cụm này thì bạn sẽ được là cái giá trị xấp xỉ của cái hàm y đấy nhá, theo công thức Taylor đấy nhá. Và phần này thì đơn giản là chúng ta áp dụng ngay chính công thức này để làm luôn đấy nhá. Nếu như trường hợp người ta hỏi là công bố sao nhỉ, nếu như trong trường hợp đấy nhá mà bạn người ta yêu cầu là y 4x chẳng hạn thì bạn khai triển đến đáo hàm cấp 4. Người ta hỏi là y 5 thì khai triển đến đáo hàm cấp 5 đấy nhá. Tóm lại trong phần này muốn xây dựng được công thức xấp xỉ của y thì bạn phải thuộc công thức Taylor. Thứ hai, biết cách tính đáo hàm của những cái hàm này, y phẩy, y hai phẩy đấy nhá, y ba phẩy đấy nào. Và tùy vào đặc điểm của cái hàm f này như thế nào, cái hàm y này như thế nào mà bạn tính đáo hàm, chọn công thức cho nó phù hợp được nhá. Rồi bạn lưu ý cho cô một dạng nữa, đó là gì, một ý nữa đó là cái công thức Taylor này này sẽ đưa đến cái hàm này có dạng dạng gì các bạn. Nếu như khai triển đến bậc n thì cái lượng mà cô đang bôi ở đây được chưa nào, nó sẽ là dạng hàm gì, ai biết dạng này dạng gì nhỉ? Dạng này dạng gì đấy? Sao giống cái Newton tiếng ấy ta? Newton tiện hay không phải đâu em. Vậy là quên công thức Taylor rồi ha. Đây chỉ là dạng đa thức nha các bạn. Còn nhớ công thức Taylor không? Bình thường công thức Taylor này bạn có là hàm số y bằng fx phải không? Y bằng fx. Bạn cần khai triển tại cái điểm x0 nào đó. Khai triển tại x0 thì sau này bạn thể giá trị lân cận x0, tức là gần với x0 thì cái hàm cái f tại cái điểm đó nó sẽ gần bằng với công thức mà chúng ta thu được. Bây giờ bạn có fx sẽ được tính bằng gì nếu như là công thức Taylor nha. Công thức Taylor gọi là đó là gì, f tại điểm x0 cộng với f phẩy x0 chia một giải thừa phải không, có thể không ghi cũng được, nhân với x trừ đi x0 cộng với cứ như vậy f hai phẩy tại điểm x0 chia hai giải thừa x trừ đi x0 bình phương cộng chấm chấm đến f đáo hàm cấp n tại điểm x0 n giải thừa x trừ x0 mũ n. Rồi bây giờ thứ nhất là cái phần này là phần dư này thứ nhất là phần dư cộng vào để sao cho ở đây có dấu bằng thôi, chứ nếu như trong trường hợp bỏ cái phần error này đi thì dấu bên này sẽ là dấu gần bằng. Các bạn hiểu như vậy cho cô thứ nhất là phần dư tượng trưng thôi nhá, chứ chẳng ai tính được cái này chính xác bằng bao nhiêu. Thứ nhất là tiếp theo ở đây bạn thấy này, x0 là giá trị đã biết rồi phải không, cái x0 là bạn chọn cái điểm bạn khai triển như vậy chắc chắn cái x0 là biết. Thứ nhất là cái hàm f này là hàm đã biết rồi, như vậy f x0 này biết này, f tại điểm x0 biết,
F phẩy tại điểm x0, F biết thì đương nhiên đạo hàm của F phải biết, như vậy F phẩy tại điểm x0 cũng sẽ là một hằng số xác định nào đó, một giải thừa đương nhiên biết, x0 này biết đấy nhá, F hai phẩy này biết, thằng này biết, cái này biết, cái này biết đấy nhá. Nào như vậy cái Fx này sẽ được biểu diễn gần đúng thông qua một cái đa thức, gần đúng một cái đa thức nào đó, đa thức bậc mấy đây, trong trường hợp này là đa thức bậc n được chưa? À, bạn nếu như bạn nào quên thì bạn cô nói lại cái ý nghĩa của cái thay lo này này, là đưa một cái hàm gì bạn, một cái hàm không phải dạng đa thức về xấp xỉ gần bằng với một cái hàm ở dạng đa thức để tính toán cho nó thuận tiện. Vì sao thuận tiện? Giả sử như cái hàm ban đầu của bạn là cos của e mũ bao nhiêu đó vân vân vân, nó rất là phức tạp đúng không? Nếu như bạn tìm được cái đa thức Taylor mà xấp xỉ với cái hàm ban đầu dễ dàng đa thức thì bạn có thể cộng trừ nhân chia dễ, tính số dễ, nguyên hàm dễ, đạo hàm dễ, đúng nhé. À, thì đôi khi chúng ta không cần phải biết được giá trị chính xác mà khó làm, thấy nhất là chúng ta chỉ cần là gì, gần đúng thôi mà dễ làm là được, thấy nhất là thì chấp nhận cái phương án số 2 đấy nhé, thì bạn có thể dùng cái này để làm, thì kiểu nó như vậy. Thì như vậy khi mà khai triển Taylor thì thường á là người ta chỉ chọn cái hàm không phải đa thức mới đưa về dạng đa thức thôi, còn trường hợp mà đã là đa thức rồi thì khai triển Taylor không còn có ý nghĩa nữa, bạn hiểu chứ nào? Bởi vì khai triển rồi nó cũng ra là chỉ nó thôi, không có ý nghĩa gì cả, được nhé. Rồi, thì như vậy ở trong cái phần này cũng vậy, cái phần mà chúng ta đây này, cái hàm y này không biết là bằng bao nhiêu, nhưng mà nếu như sử dụng cái chuỗi Taylor, cái công thức Taylor này để tính thì cái hàm y này chắc chắn cũng sẽ là ở dạng đa thức thôi các bạn, đấy nhất là tính ra ở đây thì cái y n này đấy nhất là sẽ là có dạng đa thức, đấy nhất là một điều chắc chắn, đấy nhất là. Và cái giá trị f tương ứng, được nhất nào, thì nó sẽ gần bằng với cái xin lỗi cái y tương ứng, y gần bằng với cái y n mà chúng ta tìm được ở đây, đấy nhất là nếu như khai triển đến số hàng thứ n. Rồi như vậy bạn thuộc công thức Taylor cho cô và nhớ rằng nghiệm xấp xỉ thứ n đấy nhá, bằng cách sử dụng phương pháp chuỗi Taylor là thế này. Đó, tức là khai triển theo công thức Taylor đến y đạo hàm của n, được chưa? Công thức này nhớ nhé, đâu đây đây, công thức này nhớ được nha. Rồi bây giờ chỉ có công thức vậy thôi, bây giờ cô cho luôn ví dụ đấy nha. Cô copy lại công thức để các bạn dễ theo dõi. Đây là phương pháp chuỗi Taylor nhé. Rồi. Ví dụ như sau. Tìm i5. Rồi. Bây giờ bạn có cái phương trình mà chúng ta đang xét ở đây là y 2 phẩy, thấy nhá, rồi trừ đi 3 y phẩy cộng với 2 y bằng thế này, y không người ta cho, y phẩy cho, áp dụng phương pháp chuỗi Taylor tìm y 5 nhá. Như vậy cái y 5 thì bạn sẽ khai triển đến cái gì bạn? Như vậy lúc này là n này là sẽ bằng 5 đúng không? N ở đây sẽ bằng 5, tức là cái đạo hàm cao nhất bạn cần phải tính là đạo hàm cấp 5 chia cho 5 giải thừa, đúng chứ nhỉ? Rồi tiếp tục, trong cái công thức này thì bạn đã có gì rồi, công thức này bạn cần phải tìm cho được là y tại điểm x0 là bao nhiêu, bạn có biết xác định được x0 ở đây bằng mấy không? X0 này là một giá trị bạn chọn phải không, mà đây người ta lại cho dự kiến rồi là y tại 0 bằng -2 phải không, như vậy ở đây bạn có thể chọn x0 là bằng bằng 0 luôn. Không. Ừ, chính xác rồi nhé. Y phẩy tại không là cái số này luôn phải không? Là có luôn đây rồi, bằng một rồi. Như vậy hai giá trị ban đầu người ta đã cho. Đúng thế nào? Tiếp theo bạn sẽ dựa vào cái công thức này
bạn tìm tiếp cho cô cái này, rồi đáo hạn cấp 3, đáo hạn cấp 4 và đáo hạn cấp 5 trả vào công thức là xong rồi nhá. Tính nào thì phương pháp này nó còn dễ hơn phương pháp trước, đỡ tính toán hơn á. Cái này bạn có gì? Có này, giải bạn có là ít không bằng không, đấy nè, y tại điểm ít không bằng trừ hai y phẩy tại ít không, hoặc là y phẩy tại không cũng được, ghi sao cũng được, bằng một, đấy nè. Rồi tiếp tục có gì nữa? Từ cái phương trình đã cho, từ phương trình bạn có gì? Từ phương trình bạn suy ra được y 2 phẩy bằng gì nhỉ? Chuyển về thế vào sẽ bằng dương 3 y phẩy trừ đi 2 y cộng với 2 cộng x cộng với e mũ x, đúng chưa? Bạn chỉ chuyển về bên này sang bên này thôi, đúng như nào. Rồi thì từ đây bạn muốn tìm giá trị y 2 phẩy tại điểm 0 rồi đó. Y phải tại không đúng không? Bằng mấy đây? Như vậy thôi cô ghi đây không luôn cho nó thống nhất. Muốn tìm y 2 phẩy thì làm sao các bạn? Y 2 phẩy theo x thì bằng thế này. Như vậy y 2 phẩy tại không thì thể giá trị x bằng không vào đúng không? Như vậy bạn có gì nhỉ? Bạn sẽ có là 3 lần y phẩy, mà y phẩy thì bằng mấy đấy? Y phẩy tại không thì bằng 1. Như vậy 3 nhân 1 này trừ đi 2 nhân với y, y tại không là bằng trừ 2 đúng không, ghi vào đây trừ 2 cộng với 2 thế như là cộng với x, mà x bằng không thì cộng với không cộng với e mũ không, rút gọn đi bên này được con 3, bên này được 4 nữa là 7, 9 bằng 10 hả, 9 cộng 1 nữa là bằng 10, 9 xác đấy nhé, bằng 10 đấy nhé. Tính toán cho cẩn thận nhé. Rồi y tiếp, chỗ này nó cũng sai của hệ thống rồi các bạn. Muốn tính y 3 phẩy thì bạn làm gì? Trên này có y 2 phẩy rồi, như vậy muốn tính y 3 phẩy thì bạn đảo hàm thêm một lần nữa thôi. Được chưa nào? Rồi. Chính xác là bằng y 2 phẩy đảo hàm lần nữa, được chưa nào? Như vậy chỗ này này 3 y phẩy phải không? Đảo hàm sẽ được là 3 y 2 phẩy trừ đi 2 y, đảo hàm sẽ là được 2 lần y phẩy. Hai đảo hàm, hằng số đảo hàm bằng không, x đảo hàm được 1, e mũ x đảo hàm là được e mũ x, đúng chưa? Như vậy từ đây bạn suy ra được y 3 phẩy tại không bằng bao nhiêu, rạp số vào như nào. Ở đây bạn có gì? Bạn có là 3 y 2 phẩy, như vậy 3 nhân với 10 là 30, trừ đi 2 y phẩy, như vậy là trừ đi 2 nhân 1 là được 2 cộng với 1 cộng với e mũ 0 là 1 nữa, được chưa nào? Như vậy được 30. Ok chưa? Tiếp cứ như vậy đảo hàm cấp 4, đảo hàm cấp 5, y 4 phẩy thì y hoặc 4. Y 3 phẩy đảo hàm lần nữa, được chưa nào? Sẽ bằng 3 lần y 3 phẩy trừ đi 2 lần y 2 phẩy. 1 đảo hàm là 0, e mũ x đảo hàm là e mũ x, được chưa? Như vậy suy ra y đảo hàm cấp 4 tại điểm 0 sẽ bằng, rạp vào là 3 nhân với 30 trừ đi 2 nhân y 2 phẩy là nhân 10 cộng với e mũ x là e mũ 1, à xin lỗi, e mũ 0 là bằng 1, bằng 90 trừ đi 20 là 70 cộng 1 là 71. Y đảo hàm cấp 5 bằng y đảo hàm cấp 4 đảo hàm lần nữa bằng 3 lần y đảo hàm cấp 4 trừ đi 2 lần y đảo hàm cấp 3, e mũ x đảo hàm vẫn là e mũ x, bằng suy ra y đảo hàm cấp 5 tại không sẽ được bao nhiêu? Sẽ được là 3 nhân 71 đúng không? Được bao nhiêu trừ đi 2 lần y đảo hàm cấp 3 sẽ là 30 cộng với e mũ 0 là bằng 1, đúng thế nào? Như vậy chỗ này là 213 đúng không?
cộng 1 là 24 trừ đi 60. Như vậy là 1, 5, 4, đúng không? Rồi. Từ đây bạn có gì? Vậy. Bạn có y4 sẽ bằng, à y5 sẽ bằng. Ghi công thức trước. Đúng chứ nào? Công thức của chúng ta sẽ là y tại 0 cộng với, hoặc là ghi theo công thức nguyên bản luôn cũng được. Lỡ mà đôi khi bạn nhầm cái ít không mà bạn bạn ghi công thức này bạn vẫn có điểm công thức nha. Y phẩy ít không bạn hạn chế, nhưng trường hợp mà sai kiểu bị trừ điểm thì như là, nên những cái nào mà ghi được theo công thức ban đầu thì nên ghi vậy. 2 giây thừa, nên vậy ít trừ đi ít không, cứ như vậy cộng chấm chấm đến y đạo hàm cấp 5 tại ít không, 5 giây thừa, ít trừ đi ít không mũ mũ 5. Rạp số vào chỗ này y không sẽ bằng trừ 2 cộng với y phẩy 1, như vậy ít trừ đi không bỏ lấy nhất là cộng với y hai phẩy bằng 10, như vậy 10 chia 2 là được 5, nhân với ít bi 3 phẩy là 30 chia 3 giây thừa, 3 giây thừa là 6, như vậy là 5 ít mũ 3, 4 là 71 phải không, chia cho 4 giây thừa, 4 giây thừa là 24 ít mũ 4, 5 giây thừa 1, 5, 4. 5 giây thừa được bao nhiêu các bạn? 120 à? Rồi. Thế nhất là rút gọn nhé, từ rút gọn nhé. Rồi, ít 1, 5. Xong, vậy đó. Đúng chứ? À, như vậy phương pháp sẽ là gì? Bạn cứ tính đạo hàm đấy nhất là, rồi bạn trả vào công thức là xong. Nhìn chung hôm nay bài cũng khá là dễ. Đúng. Có hỏi gì ở bên này không các bạn? Cái này thì người ta đề thi hay cho là cái mẫu nào lớn nhất với cô? Tức là y đạo hàm có bao nhiêu hả? Cần tính cái hàm y bao nhiêu phải không? Dạ. Thường là y năm thôi em, y năm là nhiều rồi đó. Đây, trọng tâm này. Các bạn học là bạn nắm trọng tâm cho cô nha. Phương pháp chuỗi tay lo để tìm y n với n bằng 3, 4, 5. Tối đa là 5, được nhé. Và cũng có thể là 3 hoặc 4, được nhé nào. Còn phương pháp lập đơn này thì tìm y 3 đối với phương trình vi phân cấp 1 thế này. Ok chưa? Người ta ghi cụ thể trong này nhé. Bạn học thì bạn lôi cái trọng tâm này ra để học đúng yêu cầu nhé. Rồi. Bây giờ thêm bài nữa nhé. Như vậy bài bên này hiểu đúng không? Đề thi dựa theo chương trình học online luôn đúng không cô? Ủa? Ủa? Thì cô dạy online này là đúng theo chương trình bình thường mình học ở trên lớp mà. Không có khác gì luôn á. Được nhất à? Dạy online này cô dạy không không có khác gì so với trên lớp đâu. Đúng nhá. Bạn chỉ cần học y như cô thì là thi online, thi offline, thi kiểu gì thì nó vẫn ok hết thôi. Đấy nhá, là trong chương trình của trường đi. Có cái bài vừa làm là phương trình vi phân cấp 2 đúng không cô? Đúng rồi. Rồi, y 2 phẩy là cấp 2, đúng không? Đây, y 2 phẩy, đây là cấp 2 này. Còn nếu như chỉ có y 1 phẩy thôi là phương trình vi phân cấp 1. Đấy nhá, là rồi. Nội dung bài thì có gì đúng không? Khi nào kiểm tra giữa kỳ? Nếu như mà chúng ta còn có cơ hội gặp nhau ở trên lớp, được nhất à? Thì cô sẽ cho các bạn một bài ở trên lớp. Còn nếu như không, thì cô sẽ cho bài thi online luôn. Tức là cô sẽ cho kiểm tra online hình thức thế nào thì cô sẽ thông báo với các bạn. Được nhất à? Hiểu như cô sẽ cho các bạn một bài. Được chứ? Rồi. Và cái điểm bài tập là cũng có quyết định nha các bạn. Bài tập hàng tuần gửi cho cô á. Đấy nhá nào.
Nhưng phải là học rồi làm bài tập gì cả rồi đến khi là cứ muốn đi thi là được đó nhé, vẫn có. Cái bài tuần trước không cần nộp đúng không? Ừ, bài tuần trưởng cần nộp chỗ này phải không nhỉ, cô có nhận không? Ừ rồi ok nhé, cứ theo cô dặn là được. Có nộp hả cô? Có. Ừ vậy thì có nộp đấy, như là có nộp bởi vì cô chưa kiểm tra đến thôi, nhưng mà rồi cô sẽ kiểm tra nhé, tuần tới được nghỉ này cô sẽ kiểm tra này được chưa. Rồi, bây giờ tiếp, ví dụ 2.5, y 2 phẩy. À, vậy hả? Có dành phong nộp phải không? Rồi, ok. Rồi. Rồi, cũng quan trọng, đấy nhất là. Nói chung là không nộp, rồi, không nộp. Rồi. Bây giờ bài 2.5 này, y phẩy bằng thế này. Bạn nhìn bài trên này và bài dưới này, bạn thấy bài nào khó hơn các bạn? Dưới này là một cái cách hoàn toàn khác này, đấy nhá này. Bởi vì nó có là u chia v đúng không? À, bây giờ có y phẩy là bằng 2x y cộng 3 mình chia cho x cộng 1, đấy nhá này. Như vậy cái bước làm của chúng ta nó sẽ phức tạp hơn này. Nếu như bạn tính đáo hàng góc 1, ở cấp 2 thì ok, đào hàng lên một lần thì nó dễ. Nhưng nếu như cấp 3, cấp 4 làm theo kiểu này thì nó không ổn chút nào cả. Đấy nhá, nó rất là vất vả. Do đó chúng ta phải có phương pháp để làm. Đấy nhá nào. Thì trong những trường hợp mà có dạng là y phẩy bằng u chia v thì bạn sẽ nhân ngược cái v nó lên. Sau đó bạn tính đáo hàng rồi bạn tìm cách rút cái giá trị y phẩy rồi y 2 phẩy, y 3 phẩy tương ứng ra, vân vân. Đấy nhá nào. Mấy đứa nó cứ trêu cô phải không? Bây giờ bài này nhá, xử lý nhá. Rồi. À, bạn nếu như bạn nhân ngược lên thì bạn được gì nhỉ? Bạn sẽ có này, từ phương trình lại cho này, bạn suy ra được là gì? Cô ghi x không trước, x không là bằng 1 này, y không là bằng 2, thứ nhất là y phẩy tại điểm 1 này tính được không? Bạn ra vào luôn thì được đúng không? Bạn thể giá trị vào thôi, bạn thể x là bằng 1, y bằng 2 vào, như vậy 2 nhân 1 nhân 2 cộng với 3 được bao nhiêu, chia cho 1 cộng 1. Như vậy được 7 phần 2. Thế nào? Cô cũng muốn ghi y không mà cô ghi y 1 nữa. Bởi vì ở đây y không bằng 1, được chứ nào? Thì ghi y 1 cũng được. Được nhá. Rồi. Rồi, tiếp nào. Y phẩy, được nhá, từ phương trình này. Bạn sẽ suy ra được cái gì? Y phẩy mà nhân ngược lên với x cộng 1 thì sẽ bằng 2x y mà cộng với 3. Đúng không? Rồi. Bây giờ để thế này bạn đi đáo hàm thì nó sẽ đơn giản hơn so với việc là bạn đi bạn để phân thức mà bạn đáo hàm. Đúng ý nhỉ? Như vậy ở đây bạn sẽ được cái gì các bạn? Bạn đáo hàm hai vế phải không? Bây giờ nhớ cho cô này, con nhớ công thức Leibniz không? Tính đáo hàm góc cao á. Ê nha. Có ở đây có hai cách nha các bạn, nếu như bạn nào mà làm muốn gọi là chuyên nghiệp hơn sử dụng công thức Leibniz để làm đồng bộ thì cũng được, còn không bạn đáo hàm từ từ từng bước cũng không có gì sai cả nhé. Nên bây giờ cô sẽ hướng dẫn các bạn hai cách. Thứ nhất là dùng Leibniz này. Nếu như bạn có f mà nhân với g tất cả đem đi đáo hàm cộng n, đúng nhá, sẽ bằng gì? F đáo hàm f không đáo hàm chẳng hạn, đấy là nhân với g đáo hàm cộng n. Nghĩa là đầu này là c không n nhé, cộng với c một n này. F này bắt đầu đáo hàm cấp 1 thì nhân với g đáo hàm cấp n trừ 1 nhé. Cứ như vậy bạn cứ là gì? Một bên tăng thì một bên giảm. F đáo hàm cấp 2 thì g này sẽ đáo hàm cấp n trừ 2. Cứ như vậy. Cộng đến cn n.
F đào hàm của N thì nhân với J nó không đào hàm. Đúng chưa nhỉ? Rồi. Thì đây là công thức Leibniz. Thì bạn thấy những cái trường hợp mà có mẫu số nhân chéo lên thì bạn sẽ có cái hàm này là đóng vai trò là F chẳng hạn, cái x cộng 1 này sẽ đóng vai trò là J chẳng hạn, một bên F bên J. Đúng nhất à? Thì nếu như bạn dùng công thức Leibniz thì bạn sẽ tính được ra theo công thức hai chuyển này. Đấy nhé. Phương án thứ hai là gì? Phương án thứ hai bạn cứ sử dụng U nhân V cho cô. Bởi vì gì các bạn? Bởi vì trong trường hợp bài này tối đa người ta chỉ hỏi là đến N bằng bằng 5 thôi. Được nhất là tối đa chỉ hỏi N bằng 5. Ở đây đã có y phẩy rồi. Như vậy nếu như bạn tính bằng tay thì bạn tính thêm 4 cái đào hàm nữa. Đương nhiên nó hơi dài một chút, nhưng nếu như bạn không thuộc công thức Leibniz hoặc là bạn không quen với cách làm công thức tổng quát thì bạn tính bằng tay 5 lần cũng chả sao cả, nó vẫn đúng bình thường. Được chưa nào? Rồi, như vậy chọn cách làm nào phù hợp với mình nhá. Không bắt buộc là phải đi theo cách nhìn có vẻ là sang chảnh hơn, không cần thiết, được nhất hả? Rồi, bây giờ cô sẽ làm hai kiểu cho bạn xem. Kiểu một nhá, kiểu dân giả trước nhá. Bây giờ bạn có gì? Đào hàm hai vế. Bạn sẽ có này. Y phẩy phải không? Đào hàm thì thân y hai phẩy phải không? X cộng 1 này giữ nguyên đúng không? Rồi. Cộng với x cộng 1 mà đào hàm thì nó được 1, như vậy cộng với y phẩy đúng không? Sẽ bằng gì? 2x y đào hàm, được nhá. Như vậy con x đào hàm thì còn lại 2y. Con y đào hàm thì còn lại là y phẩy, 3 đào hàm là mất. Đúng nhá. Chỗ này hiểu không? Chỗ này hiểu chứ? Ok không các bạn? Được phải không? Rồi. Hay là lúc này kia. Nếu như có gì không hiểu thì ở nhé. Như vậy đến đây bạn thể x bằng x không bằng 1 vào. Bạn sẽ được gì? Chỗ nào y 2 phẩy chỉ là y 2 phẩy tại điểm 1 phải không? Đấy nhá, nhân với x cộng x xin lỗi x cộng 1, như vậy 1 cộng 1 là bằng 2. Đấy nhá. Cộng với y phẩy tại điểm x 0 sẽ bằng mấy các bạn? Thôi chồng thì cô ghi cái này trước, y phẩy tại 1 sẽ bằng 2 nhân với y tại 1 cộng với 2 lần nhân với 1 nhân với y phẩy tại 1. Được nhất à? Rồi, đồng nghĩa với gì? 2 y phẩy 1 này. Đúng rồi, đã hàm cả y luôn. Được nhất à? Nhớ rằng cái y này là hàm theo biển x đúng không? Y này đang đang là hàm theo x, như vậy bạn đào hàm y như là đào hàm con u vậy đó, u x vậy đó, được nhất à? Rồi cộng với bao nhiêu? Cộng với y phẩy này bạn vừa tính là được 7 phần 2 đúng không? Sẽ bằng 2 lần y, như vậy là 2 lần y tại điểm 1 là bằng 2. Cộng với 2 nhân 1 nhân với 7 phần 2, con 1 này bỏ. Rồi. Như vậy bạn được bao nhiêu? Suy ra y 2 phẩy tại 1 bằng bên này 4 phải không? Bên này 7 là 11 đúng không? 11 trừ đi 7 phần 2, 22 mà trừ đi 7, như vậy là 14 phần 2 là được chương 7 à? Chia 2, như vậy 7 phần 2 à? Có đúng không nhỉ? 4. 4 với bên này 7 là 11 nữa nhá, mà trừ đi 7 phần 2. Ừ nhỉ. Rồi, 15 phần 2, tự nhiên là 15 phần 2. 11. Ủa? À 22 đúng rồi, 15 phần 2. Rồi, ok. Rồi rồi. Không, nãy nãy cô nhìn là 21 rồi, ok, được rồi. Đấy nha. Trời ơi, con rồi ok 15 phần 2 nhá. Như vậy tiếp này, bây giờ đào hàm cái biểu thức này này, biểu thức nào, biểu thức này nhá, đào hàm sao đấy nhá, nào sao này này, hai vế theo x nhá. Kia cô chưa chia cho hai cô ơi.
À, là thêm 14 hả? Ừ nha, 14, ok. Rồi. Rồi. Bây giờ tiếp nhá, là đào hàm hai vế theo x. Cái biểu thức sau. Như vậy biểu thức sau này có y 2 phẩy, bây giờ đào hàm một lần nữa là thêm được y 3 phẩy này. Nghĩa là nhân với x cộng 1 này. Cộng với x cộng 1 đây đào hàm được 1, như vậy được y 2 phẩy. Đúng nhá. Cộng với y 2 phẩy đào hàm lần nữa là thêm một lần y 2 phẩy nữa. Thôi cùng ghi nhân 2 luôn đi. Nhân 2, đấy là bằng. Bên chỗ này sẽ là 2 lần y phẩy cộng với 2x đào hàm. Được nhá. À, như vậy là được 1 phẩy, như vậy còn lại 2y phẩy, như vậy chỗ này thành 4. Cộng với 2x y 2 phẩy. Đúng nhá nào. Từ đây bạn sẽ thu được giá trị gì? Thế x không bằng 1 vào thì bạn sẽ được gì? Y 3 phẩy tại điểm 1 nhân với 2 sẽ cộng với 2 lần y 2 phẩy là được bao nhiêu? Y 2 phẩy là 14, 15 phần 4 phải không? Như vậy là 15 phần 4 này bằng này. 4 lần này y phẩy ở đây là được 7 phần 2. Cộng với 2 nhân x là 2 nhân 1 là y 2 phẩy là đây. Như vậy 2 lần 15 phần 4. Được chưa nào? Như vậy bạn có là gì? Chỗ này giống nhau này, bỏ này, được chưa nào? Như vậy từ đây suy ra y 3 phẩy tại điểm 1 sẽ bằng chia cho 4, như vậy được 7. Được chưa? Rồi. Cứ như vậy bạn tiếp tục đảo hàm để thu được cấp 4, cấp 5. À, người ta chỉ hỏi 4 thôi, như vậy chỉ đảo hàm thêm một lần nữa là được. Bây giờ đảo hàm thì hai sau này theo gì các bạn? Theo biểu x một lần nữa. Đúng. Hai vế theo biểu x. Bạn sẽ được gì? Y đảo hàm cấp 4 này nhân với x cộng 1 này. Cộng với x cộng 1 đảo hàm thì được là y đảo hàm cấp 3. Y đảo hàm cấp 3 kỳ 2 y bin à, 2 y đảo hàm cấp 2 này này, đảo hàm là sẽ được là 2 y đảo hàm cấp 3, như vậy tổng cộng được 3 lần. Được nhá. Bằng bên này sẽ 4 lần y 2 phẩy cộng với chỗ này đảo hàm con x đấy nhá nào. Như vậy sẽ được là 2 y 2 phẩy cộng với 4 nữa là thêm 6. Như vậy chỗ này cũng có thể ghi đơn giản là lại thêm 6 này. 2 y chữ nguyên y đảo hàm cấp 3. Thế không bằng một vào à, chính xác nó là thế x bằng một nha, nói chữ x không thì nó hơi dở, thế x bằng một nhé, thế x bằng một đấy nhá, thế x một, x bằng một chỉ là x không đấy, như vậy chỗ này ghi x thôi. Thế x bằng một vào sẽ bạn sẽ được bao nhiêu? Y đảo hàm có 4 tại giá trị 1 à, chỗ này sẽ được 2 lần cộng với 3 y đảo hàm có 3 tại 1 bằng 6 y đảo hàm cấp 2 tại 1 cộng với 2 nhân 1 nhân với 2 y đảo hàm cấp 3 tại 1. Đúng nhất nào. Rồi, từ đây bạn có này. Suy ra. 2 lần y đảo hàm cấp 4 tại 1 sẽ bằng. Cô chuyển về luôn nhé. 6 lần y 2 phẩy. Y 2 phẩy là được 15 phần 4. Như vậy 6 nhân với 15 phần 4 này. Rồi, đấy nhất là cộng với 2y 3 phẩy mà trừ đi 3, như vậy trừ đi một lần y 3 phẩy mà y 3 phẩy bạn vừa tính ở trên là được 7, như vậy trừ 7. Thế nào. Rồi. Chỗ này rút gọn đi được bao nhiêu? Rút gọn con 2 như vậy trên 3, 3 nhân với 15 là 45 phần 2. Trừ đi 7 như vậy trừ đi 14 phần 2 phải không? Quy đồng luôn. Trừ 14, được nghĩa là rồi được bao nhiêu chia 2, như vậy suy ra y đảo hàm cấp 4 tại điểm 1 sẽ bằng 31 phần 4, đúng không? Rồi. Đấy nha. Như vậy từ đây bạn sẽ có công thức là gì? Chỗ này là công thức này nhạc nhé, chỗ này công thức này động khuôn riêng nhé. Rồi bây giờ bạn sẽ có về y đảo hàm y 4 sẽ được gì? X công thức sẽ bằng
y tại điểm x không cộng với y phẩy x không chia một giải thừa nhân với x trừ đi x không, cứ như vậy cộng đến y đang hàng cấp 4 tại điểm x không nhân với x trừ đi x không mũ 4 chia cho 4 giải thừa. Thứ nhất là như vậy chỗ này được bao nhiêu? Y không, y không là được 2 đấy nha. Như vậy chỗ này được 2 này cộng với y phẩy là 7 phần 2. Rồi x trừ đi x không ở đây là 1 nha các bạn, nhớ chỗ này là 1 nha. Cộng với y 2 phẩy, y 2 phẩy trong trường hợp này là 15 phần 4 chia cho 2 giải thừa. Được nhất nào, chia cho 2 giải thừa là chia 2, như vậy là phần 8 đúng không? X trừ đi 1 pin. Cứ như vậy cộng với đáo hàm cấp 3 là được 7, chia cho 3 giải thừa là được 6, x trừ đi 1 mũ 3. Được nhá, phải 7 không? 7 được nhá. Đáo hàm cấp 4 là 31 phần 4, chia 4 giải thừa, 4 giải thừa là 24 nữa, nhân với 24 nữa. Y phải không? 6, 4 hay 4 đúng không? X trừ đi 1 mũ 4. Như vậy 6 nhé. Thế là làm kiểu này nó tí nào trên nó hơi mệt một chút xíu, nhưng mà cuối cùng bạn cũng làm được kết quả cuối cùng và không cần phải nhớ đến công thức lớp nít. Thứ nhất nào. Rồi, thì đây là cách thứ nhất, cách đơn giản đấy nhé. Bây giờ cô sẽ trình bày theo cách sử dụng công thức lớp nít nhé. Cách 2. Dùng công thức Leibniz để như nào. Bây giờ bạn có gì? Cô ghi lại cái hàm y2 phẩy sẽ bằng y phẩy sẽ bằng cái d của chúng ta, y phẩy sẽ bằng là 2 xy cộng 3 chia cho x cộng 1 đúng không? Ừ rồi, bạn nào bạn cứ nghĩ từ xem lại bài sau nhé. Rồi, thứ nhất nào. Như vậy từ đây bạn có gì? Đương nhiên cái y phẩy bạn có là x không nó cũng phải bằng 1 và y không nó đương nhiên cũng vẫn bằng 2. Đấy nhá nào. Y phẩy tại điểm 1 thì bạn cũng thể giá trị vào và bạn cũng thu được giá trị là 7/2. Đấy nhá. Từ cái phương trình sau này, phương trình đã cho bạn gọi như là phương trình đã cho này. Bạn suy ra được là x cộng 1 nhân với y phẩy sẽ bằng 2 xy cộng 3. Thế nào? Bây giờ sử dụng công thức Leibniz. Đáo hàm hai vế có gì? Cộng n. N là số tổng quát luôn, được nhất là như vậy bạn sẽ có này. Bên này sẽ là x cộng 1 y phẩy đáo hàm cấp n sẽ bằng thôi cấp k đi, thì dùng n thì nó hơi bị nhạy cảm vì nó trùng với cái n bằng 4 của chúng ta đúng không? Ghi chữ k cũng được, tôi cũng chẳng sao hết nhé, giữa chúng ta ghi rõ ràng là 4 rồi. Như vậy chỗ bên này sẽ là 2 x y cộng 3 đáo hàm của bên nào đấy nhé nào, tương đương đáo hàm thì bạn gì, nếu như bạn đóng vai x cộng 1 đóng vai trò là f phải không, như vậy đầu tiên là f không đáo hàm này, như vậy được x cộng 1 không đáo hàm nhân với y đáo hàm cấp n, như vậy là y đáo hàm cấp 1 rồi, bây giờ đáo hàm cấp n nữa là có nghĩa là n cộng 1 đúng không? Rồi cộng với c1 n đấy nhé nào, x cộng 1 này đáo hàm cấp 1 thì nhân với y đáo hàm cấp 1 này đáo hàm cấp n trừ 1, như vậy 1 mà cộng với n trừ 1 là đáo hàm cấp n, như vậy ở đây là thêm đáo hàm cấp n đúng nhé, như vậy chỗ này cô có thể ghi luôn động mở bằng n đúng nhá.
Nếu như trường hợp bạn đào hàm tiếp cấp 2 đối với x cộng 1 thì nó sẽ bằng 0. Như vậy biểu thức này nó chỉ khai triển đến đây thôi. Sẽ bằng. Bên này rõ ràng chưa biết n này bằng bao nhiêu nên bạn vẫn cứ ghi cho cô 2xy cộng 3 đào hàm cấp n. Để đây. Nghĩa là bây giờ có gì? Với n bằng 1. Bằng 1 rồi phải không? N bằng 1 chúng ta có đào hàm này rồi. Bây giờ không cần tính nữa. Nghĩa là như vậy sẽ luôn với cần tìm đào hàm cấp 2 phải không? Cần tìm đào hàm cấp 2 thì bạn nhìn vào đây này, bạn thấy này. Chỗ này n cộng 1 phải không? Chỗ này n. Như vậy cái cấp đào hàm cao nhất mà ở đây cần phải có là đào hàm cấp 2, tức là tròn n bằng 1, nghĩa là với n này bằng 1. Bạn sẽ có công thức là gì? N bằng 1 rồi là x đương nhiên phải tròn bằng 1 nữa, với cái giá trị x là bằng x0 mà chúng ta có ở đây, thế nhá, bằng 1 đây. Thì bạn sẽ có này. 1 cộng 1 là 2, được nhất nào. Rồi. Tiếp nhân với y đào hàm cấp 2 cộng với C1N này luôn luôn là 1, được nhá. X cộng 1 như vậy vậy là 2 y đào hàm cấp 1 bằng 2x y. Chỗ này cũng hơi bị vướng nha. Phải tính trước rồi mới ráp vào sau được. Chưa được các bạn ạ. Bởi vì chỗ này phải tính đào hàm nữa nên là mới có thể cho n bằng 1 thôi, chứ có thể cho x bằng 1 ngay đâu. N bằng 1 thì bạn sẽ có là x cộng 1 này. Y này đào hàm cấp 2 này. Cộng với C1N là 1, x cộng 1 giữ nguyên. Y này đào hàm cấp 1 sẽ bằng 2xy cộng 3 phẩy, đúng không? Phẩy. Thấy nhá. N bằng 1 như vậy đào hàm 1 lần. Biến đổi. Cô tính à, cô thiếu dấu phẩy đúng không? Đâu phẩy, trời ơi. Đấy nhá, phẩy. Phẩy như vậy chỗ này là hết phải không? Chỗ này. Phẩy này, phẩy này. Rồi, như vậy chỗ này được y phẩy, suýt nữa sai đó. Y phẩy này. Bằng 2x y đào hàm cấp 1 như vậy đào hàm con x được 2y, đào hàm con y được 2x y phẩy, đào hàm con 3 hết, được nhất nào. Lúc này mình thể gì? X bằng 1. Như vậy bạn suy ra được là x bằng 1 là được 2 y 2 phẩy tài 1 cộng với y phẩy tài 1 sẽ bằng 2 y tài 1 cộng với 2 nhân 1 nhân với y phẩy, như vậy 2 y phẩy tài 1. Như vậy từ đây bạn suy ra y 2 phẩy được bao nhiêu? Như vậy bỏ một lần bên này nhé, bỏ bớt một con số 2 bên này, như vậy còn lại là 2 nhân với y là 2, đúng không? Y tài 1 bằng 2 đúng không? Đúng rồi. Cộng với y phẩy một lần, y phẩy là được 7 phần 2, được bao nhiêu? Bạn chia cho 2, đúng chứ? Như vậy chỗ này được bao nhiêu? 4, đúng nhất nào. Mà còn 17 phần 2, 8 là 15 phải không? Là 15 phần 4 đúng không? Giống kết quả trên không? Đương nhiên phải giống, đúng nhất là không giống là sai. Đấy. Với n bằng 2. N bằng 2 bạn lại tiếp tục ráp vào công thức này. Đúng nhất nào. Bạn có gì? N bằng 2 thì ở đây bạn có là x cộng 1 này. Nhân với y đào hàm cấp 3 đúng không? Cộng với C12 thì cũng là bằng 1 thôi. Y phẩy là y phẩy của x cộng 1 này, xin lỗi, x cộng 1 đào hàm là 1 này. Y này là y 2 phẩy sẽ bằng 2xy cộng 3 đào hàm cấp 2. Đúng nhỉ? Rồi tiếp tục. Cái đáo hàm cấp 2 này thì bạn phải tính ra nhé, suy ra x cộng 1 này y 3 phẩy này cộng với y 2 phẩy này sẽ bằng này. Đáo hàm cấp 1 thì ở trên là bạn được cũng này đúng không? Bạn nhớ này.
trên bản đồ cúng này. Bây giờ bạn đáo hàng cấp 2 thì bạn đem cái cúng màu xanh ở đây, bạn đi đáo hàng thêm lần nữa. Như nào? Như vậy chỗ này 2y là thành 2y phẩy cộng với 2x y 2 phẩy cộng với đáo hàng con x là bỏ đi được à, con x thì còn lại 2y phẩy. Như vậy cũng sửa lại đây thành số 4 nhá. Rồi thế x bằng 1 vào, bạn suy được gì? 2y 3 phẩy tại 1 cộng với y 2 phẩy tại 1 sẽ bằng 4 lần y phẩy tại 1 cộng với gì bạn? 2 nhân 1 là 2, nhân với y 2 phẩy tại 1. Đấy nhất nào. Từ đây suy ra được y đào hàm cấp 3 được bao nhiêu? Y 2 phẩy này, bên này 2 lần bỏ bớt 1 lần này. Như vậy sẽ là 4 lần y phẩy tại 1 cộng với y 2 phẩy tại 1 mà chia cho 2 sẽ bằng mấy? 4 lần y phẩy 4 nhân với 7 phần 2 đúng không, cộng với y 2 phẩy là 15 phần 4, tất cả chia 2. Có vẻ như không khớp với ở trên lắm. Như vậy chỗ này là được 14. Cách một dễ hơn cô ơi hả? Rồi ok thì tùy các bạn ạ. Đấy nhá, cô vẫn hướng dẫn các bạn đủ cách có thể đấy nhá nào, và làm theo kiểu nào thì tùy các bạn. Như vậy chỗ này 4 mà nhân với 7 phần 2 là 14 đúng không? Cộng với bên này là 15 phần 4 à? Đó sao có thể nó không hợp nha. Chia 2 71 phần 8 à. Trên là 71 phần bao nhiêu? 3. Cấp 3 trên này là được. Sao được 7? Bị sai chỗ nào đây các bạn? À cô có bị nhầm chỗ nào không? À đấy đó có 4 nhỉ? À không, cấp 3 1 2 12 thế mà. Trời ơi, cười hả? Ha ha hả? Kết một dễ hơn. Không lo do là còn cười cố nữa hả? Như về chỗ này cấp 3 rút gọn đúng không các bạn? Bên này được bao nhiêu? 2. Cách 2 không biết do thế nào luôn hả? Trời. 2 y này, 3 phẩy này. Công thức có giống nha. Y đó hai bên là công thức là phải giống nhau á. Đào hàm cô có bên này xuống xem nào. Cấp 3. Đây phải không? Rồi, bây giờ do nhá. Ngay chỗ y 4 y phẩy à. 4 y phẩy, 4 y phẩy, 4 y phẩy đây. Rồi cô do lại công thức này. Với n bằng 2, được nhá nào? Với n bằng 2 như vậy chỗ này sẽ được bao nhiêu? Chỗ này là hả? X cộng 1 này, y đáo hàm cấp 3 đúng không? Cộng với C1, 2. Rồi x cộng 1 đáo hàm 1 lần, nhân với y này sẽ đáo hàm cấp 2. Đấy nhá, sẽ bằng 2x cộng y, 2x y cộng 3 đáo hàm cấp 2 đúng rồi. Như vậy công thức này đúng nhá. Công thức này là đúng này. Tiếp tục, chỗ này xuống, chỗ này y. Đúng rồi, vẫn vậy mà. Chỗ này sẽ là 4 y hả? 4 y phẩy ha. Ừ.
Rồi, 4y đúng á, 4y phẩy đúng á. Còn với 2x y 2 phẩy. Đúng. Rồi bây giờ cô dâu thử ở dưới này. Đào hông có 3 đâu rồi. Hai đào hông có 3 này. À, như vậy chỗ này bên này có 2 mà vì sao bên kia nó không có 2? Trời 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 trời, C2N cô biết cô sai ở đâu rồi. C1N, C1N này bằng N nha các bạn. C1N này bằng N mà cô thiếu con 2, như vậy chỗ này có con 2 này. Các bạn thấy không? Cô nhớ ra rồi. Chỗ này là C1N phải không? C1N mà ở trên này vậy N bằng 1 thì đương nhiên là bằng 1 được chứ nào? Mà ở đây là C1 2. Được chứ? Thì chỗ này phải là con số 2 này này. Cô thiếu ở đây. Bởi vì là C1N là bằng N. Đấy nè, cô thiếu con số 2 ở chỗ này này. Đấy nhá. Nhưng mà đây có con số 2 này. Đấy nè, rồi. Như vậy dưới này có con số 2. 2 2 bỏ. Chỗ này bỏ. Đấy nhá. Tiếp. Tiếp tiếp nào. Như vậy 4y phẩy chia cho 2. Như vậy đúng là bằng 7 thật. Đấy nhá nè. 7 phần 2. Đấy nhá. Bằng 7. Rồi. Thôi cố gắng lên. Đấy nhá nè. Bây giờ xem chưa hiểu. Về nhà xem lại video sẽ hiểu. Đấy nhá. Rồi. Bây giờ tiếp. Đáo hàm có 4. Với đáo hàm có 4 thì bạn sẽ thể n bằng 3. Với n bằng 3 này. Có gì? Cố xóa cái phần nào phía dưới. N bằng 3 thì bạn sẽ ráp vào công thức ở trên này. Đấy nhá, vậy là công thức này nhá. Bạn sẽ có này. X cộng 1 nhân với y đào hàm có 4 phải không? Bây giờ bạn để này công thức này này. Là công thức chúng ta luôn luôn thể vào này. Đấy nhá nào. X cộng 1 này, y này, n bằng 3 như vậy n cộng 3 là 3 cộng 1 là bằng 4 này. Đấy nhá nào. Cộng với gì? C1 4 phải không? À, C1 3 phải không? Tức là cộng với 3 lần. Đấy nhá nào. X cộng 1 đáo hàm là được 1, y đáo hàm có 3. Bằng. Đấy nhá nào. Cùng bên này đáo hàm cấp 3 thì bạn sẽ mang cái cùng mà đáo hàm cấp 2 ở dưới này là cùng này này. Đi đáo hàm thêm lần nữa, nói chung cách này nó cũng còn rồi bạn. Như vậy bạn sẽ được là 4 y 2 phẩy đấy nhá, cộng với 2 lần x đáo hàm bỏ y 2 phẩy cộng với con x nữa, như vậy 2x y đáo hàm có 3. Đấy nhá. Bây giờ thể x bằng mấy vào? X bằng 1 vào. Như vậy bạn sẽ được là 2 lần y đáo hàm cấp 4 tại 1 cộng với 3 lần y đáo hàm cấp 3 tại 1 sẽ bằng 4 là 6 y đáo hàm cấp 2 tại 1 cộng với 2 nhân 2 bỏ, à 2 nhân 2 xin lỗi, 2 nhân 1 là được 2 y 3 phẩy tại điểm 1. Đấy nhá nào. Từ đây bạn sẽ suy ra được y đáo hàm cấp 4 tại 1 bằng bao nhiêu? Bên này 2 lần, bên này 3 lần bỏ bớt 1 lần, như vậy được 6 y 2 phẩy tại 1 trừ đi y đáo hàm cấp 3 tại 1 tất cả chia 2 bằng 6 nhân với đáo hàm cấp 2, đáo hàm cấp 2 là 15 phần 4. 6 nhân với 15 phần 4 trừ đi đáo hàm cấp 3 là trừ đi 7 mà chia cho 2 bằng mấy đồng? À, 6 nhân 15 phần 4 là 3, như vậy 45 phần 2 đúng không? Trừ đi 7 phải không? Chia 2. 31 phần 4 à? Trên đúng không? 31 phần 4 đúng rồi đó, 31 phần 4. Đấy nào. Như vậy hai kết quả là giống nhau đó nhé. Bạn tính ra được đáp án có 1, có 2, có 3, có 4. Sau đó lại ráp vào công thức và kết luận về y là như thế. Đấy nhé nào. Cộng lại cái đoạn này. Cộng lại. Đấy nhé nào. Đem xuống đây kết luận là xong.
nhá. Xong hai cách này nè, cách nào cũng được, bán tiền cái nào bán làm cái đó. Mà theo cô thì như tính kiểu này thì bởi vì cấp của nó cũng đang còn ít thôi, cấp bộ thôi, thì bạn dùng cái kiểu số 1 thì nó vẫn đơn giản hơn, đúng nhỉ? Rồi ok, như vậy cô trình bày hai dạng nhé các bạn. Hôm nay chúng ta học thứ nhất là phương pháp lập đơn và thứ hai là phương pháp Taylor, được nhé nào. Chỉ cần làm đối với dạng phương trình thôi. Bây giờ cô sẽ cho bạn bài tập đi nha. Dạng phương pháp tính. Rồi, như vậy bài tập về nhà bạn sẽ làm những bài sau đây. Áp dụng phương pháp lập đơn và chuỗi tay lo và để tìm nghiệm xấp xỉ trong trường hợp. Câu A là nãy cô cho các bạn làm ngay từ lớp á, thế nhá nào. Bây giờ làm cho cô câu C, trên này làm câu C, được nhá nào. Làm hai kiểu, được nhá. Và dưới này ba này. Sáu chấm 3. 6.3 làm cho cô câu A. Thấy nhé nè. Và 6.4 làm cho cô câu A luôn, được nhé. Nha, tổng cộng 3 câu nha các bạn. 6.3, 6.4 câu A và 6.1 câu C. Được nhé. 6.1 câu C. Thấy nhé nè. Rồi. Có hỏi gì hôm nay nữa không? Cô ơi ơi sao vậy, phương pháp Taylor áp dụng tới n bằng 5 đúng không cô? Người ta sẽ yêu cầu trong đề các bạn, người ta sẽ yêu cầu làm đến tối đa. Trong chương trình chúng ta học tối đa là n bằng 5 đấy nhé nào. Gì nữa, lấm lao lấm mới lao nha. Cô kéo lên kết một cho em chụp. Rồi kết một đây nè. Không thắc mắc gì nữa đúng không? Rồi hôm nay cho nghỉ để nhé nào.